Chào tất cả anh em, mình là Tài Bá Độ. Hôm nay mình làm clip bán xe Z800, xong mình về được 4 bé em nhé. Đầu tiên là Z800 đăng ký lần đầu 2017. Con này lên full đồ chơi cơ bản luôn anh em ạ. Bảo vệ ốp phuộc này, ốp heo này, bi cầu này, chống đổ trợ sáng này, cổ xoắn bô AR này, cặp lốp mới thay này. Đó. Mình sẽ cho anh em xem quả bi cầu. Đó. Rất là đẹp em nhé, kính gió, báo số đầy đủ hết anh nhé. Đây, báo số. Nói chung là con này lên rất nhiều đồ chơi anh em ạ. Cái giá của em nó thì là 173 triệu em nhé, 173 cục. Con này thì là 2015, ABS trước sau, đồ chơi cơ bản thôi. Kính gió, chống đổ, bô Rossi, bảo vệ két nước, các kiểu đà điểu. Và giá của em nó cũng rất thơm luôn anh em nhé, 158 triệu. Con này thì dán carbon 5D này em này, lên tem của 2016 anh em nhé. Đấy, con này là 2015 nên tem của 2016. Ở phân biệt 2015 với 2016 thì mình làm rất nhiều clip rồi, thì mình quay qua cho anh em này. Đây, lốc máy này là của 2015 này em này. Đây, lốc máy màu đen này của 2016 anh em nhé. Đó. Và con này là bản của ABS anh em nhé, là 158 triệu. Rất hợp lý cho một em bùn máy, bây giờ chỉ hơn 150 triệu là có bùn máy đi rồi. Tiếp theo nữa là Z800 2015. 2015 biển Hà Nội anh em nhé. Lên cặp trợ sáng tun gần 4 củ này. Kính gió này, tay côn đây thắng này, bô SC này, cặp lốp Michelin Watt 5 gần 10 củ vừa thay này. Đó. Rất là chất. Con này thì shop mình bán với giá là 159 em nhé, 159 triệu. Đồ chơi tương đối hàng hiệu, đôi tun hàng hiệu rất là đẹp. Sáng thôi rồi luôn. Tiếp theo nữa là Z800, con này thì khách ký gửi bên mình anh em ạ. Con này thì đăng ký lần đầu 2017, biển Hải Dương. Đó. Cũng lên cặp lốp Michelin Watt 4, kính gió, chống đổ trợ sáng đầy đủ hết. Con này thì shop mình bán với giá rất là rẻ, tại vì là mình bán là theo giá của khách hàng, khách muốn thu tiền về và giá nó rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu muốn mua một chiếc Z800 rẻ mà hợp lý thì kỹ inbox mình anh em nhé. Con này lên bô Akamovic đùi gà nữa anh em nhé, rất là đẹp luôn, giá rất hợp lý luôn, rất là thơm. Đó, anh em nào kỹ inbox mình giá thơm cho anh em luôn. Em nào có nhu cầu mua bán xe phân khối lớn, ký gửi hoặc là độ chế, độ bô hay là lên đồ chơi cho xe phân khối lớn, hoặc là xe từ 150 như kiểu Exciter đến giờ 15, bên sau mình nhận làm hết anh em nhé. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé. À, cho anh em thử tiếng bô một tí, vì rất nhiều anh em này cứ thích xem clip bán xe có tí tiếng bô thôi thì mà sướng, thì mình sẽ cho anh em thử tiếng bô. Chứ nào, vì cái tiếng bô này nó thật với anh em, mà anh em thích xe. Đó. Rất nhiều anh em thích xe chỉ vì tiếng bô thôi. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé.